lý luận và thực tiễn, chuyên nghiệp và sáng tạo, nghiên cứu và trải nghiệm. Đó là những điểm nổi bật mà khoa Địa lý Trường Đại học Sư phạm mang lại cho sinh viên theo học tại đây. Khoa Địa lý đào tạo cử nhân ở 3 chuyên ngành: Sư phạm Địa lý, Địa lý học. Địa lý tự nhiên. Lấy người học làm trung tâm, khoa Địa lý tạo mọi điều kiện tốt nhất để sinh viên vững vàng về kiến thức, thành thạo kỹ năng thực hành và trải nghiệm nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích. Tại đây, sinh viên sẽ được thỏa sức sáng tạo, nghiên cứu dưới sự hướng dẫn tận tâm của các giảng viên có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm. Tất cả nhằm chuẩn bị cho các bạn sinh viên khi ra trường có thể hòa nhập ngay với môi trường làm việc đa dạng và chuyên nghiệp.